Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo, bây giờ là 13 giờ, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2023. Video này mình thực hiện test hoạt động của chiếc âm ly Fuji Yama có model DA5000XG để phục vụ một người thượng đế ở địa chỉ xóm Chợ Sáng, đội 5, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngài đã trần văn chốt chiếc âm ly này và ngài đã chuyển thóc cho mình. Đấy, ngài còn chốt thêm một cái bo M50195 mới đét đẹp đẹp của hãng Song Mã. Cái bo này mình bán 100.000 đồng, bo mới đét đẹp đẹp nha. Đấy, về để ví dụ như âm ly mà hỏng bo echo thì có thể coi như thế là nếu như không sửa nữa hoặc là nó như thế nào đó thì ta có thể thay cái bo mới 100.000 đồng một bo này. Đấy, thì ngài vừa chốt âm ly vừa chốt cái bo này, ngài đã chuyển thóc cho mình rồi, trân trọng cảm ơn ngài. Chiếc âm ly này của công ty điện tử Thiên Thành Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất. Nhà sản xuất trang bị cho 12 con sò than. Tên của con sò là D718 và B688. Mạch echo được sử dụng IC huyền thoại M50195. Trở kháng chiếc âm ly này từ 4 đến 8 ohm. Âm ly này thì đương nhiên rồi, một đôi loa thì loa 3 tấc. Nó đánh cho tơi bời khoái lửa nhá. Đấy, thế còn hai đôi thì ta phải ngân cứu tại vì trở kháng của nó có từ 4 đến 8 ohm rồi. Bo vỉ thì vàng ươm như ruối. Datern đây. Datern với Fujima là một công ty. Trên thực tế đây có rất nhiều đồng chí hỏi tại sao vỏ thì là Fujima mà phên thì lại là Datern. Cái này là sản phẩm của một công ty. Còn vì sao người ta cái bo người ta lại không đề là Fujima thì mình chưa liên hệ được. Khi nào mình liên hệ được và người ta có câu trả lời thì mình sẽ báo cáo. Đấy. Mạch quắc này được sự điều khiển bởi 6 con IC âm ly IG Giang. Thì mạch quắc chỉ sử dụng có 3 IC để điều khiển. Nên bởi vậy cái mạch quắc của âm ly này rất chi là đẹp. Đây mạch echo đây, Datern này. Echo M50195 đây này. Đấy, M50195 này. Đấy. Âm ly này đã được thay chiết áp và công tắc. Chiết áp thay mới hết. Để tránh cái trường hợp loẹt văn xoẹt. Bây giờ bật nguồn lên nhá, cho nó ăn điện. Đấy, quắc đẹp không? Quắc của nó như thế này kìa mà. Đấy. Âm ly này nó có một cái khiếm khuyết là độ nhiễu nền của nó rất chi là thấp, có thể thi thố được với âm ly của Tây. Khi đây này, khi chưa có mở bài hát ấy nhá, khi chưa bật nhạc ấy mà mở công tắc lên nguồn lên ấy, không có một cái tiếng gì cả, không có một cái tiếng gì cả. Đấy là cái khiếm khuyết của nó. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, mạch quắc nó đều nhau này nhá. Đây là một mạch. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Báo cáo với lại các đồng chí, chiếc âm ly Fuji Yama Komponen DA5000XG. Âm ly này của công ty điện tử Thiên Thành Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất. Hàng Việt Nam chất lượng cao, đơn nhà sản xuất trang bị cho 12 con sò thăng. Tên của con sò sản xuất là D718 và B688. Về máy echo được sử dụng con IC huyền thoại M50195. Bởi vậy, người hát karaoke sẽ tới chỗ cho một bồng nó hai tiên cảnh. Đấy. Echo huyền thoại thì tôi còn gì phải nói nữa, cần gì phải bàn luận nhiều, nó đã đi vào huyền thoại rồi. Bây giờ test nhạc nhá. Mời các đồng chí nghe ca khúc 5 anh em trên một chiếc xe tăng phiên bản G-Mix. Tách loa.
Xuống đời lắm. Tôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.